Hiện nay có nhiều trường hợp đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa có thông tin trên các ứng dụng hoặc thông tin tiêm chủng còn thiếu hay chưa chính xác. Vì vậy, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện xác minh thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 theo quy trình 4 bước. Theo đó, bước 1. Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo trạm y tế phối hợp công an, tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng lập danh sách người có nhu cầu tiêm mũi 1, mũi 2. Bước 2, đối chiếu thông tin, trường hợp người chưa có thông tin hoặc không chính xác với dữ liệu dân cư, công an có trách nhiệm bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế. Thời gian gửi lại không quá 2 ngày kể từ thời điểm lập danh sách. Bước 3, thực hiện tiêm Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật bổ sung các thông tin nếu có, thực hiện tiêm, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Bước 4: Ký chứng thư số trên dữ liệu kết quả. Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.